Cái phần make up thì các bạn sẽ sử dụng những cái gam màu hài hòa với cái làn da của các bạn hơn. Mình sẽ chỉ cho các bạn sử dụng mỹ phẩm phù hợp với ba màu da: da trắng, da nâu và da vàng. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm của Oriflame, là nhà tài trợ chính mỹ phẩm của Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017. Bây giờ anh sẽ cần ba bạn lên làm mẫu cho anh. Ai muốn thử không? Làn da nâu. Tóc ngắn nhìn rất là cá tính, các bạn nên sử dụng những cái tông màu nâu trầm, đuôi mắt nước các bạn dễ hơi ngang ra sẽ rất là đẹp. Ngày hôm nay thì những cái chia sẻ của Lộc thì cũng là cơ bản để cho các bạn hiểu được và định hình được cái phong cách của mình và tránh những cái khuyết điểm như lỗi make up, chọn sai tông make up, bạn cũng nắm bắt rất là nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Một người mẫu hoặc là người đẹp cần phải biết make up để khi mà mình xuất hiện ở những sự kiện hay là mình không có cơ hội được những chuyên gia make up cho mình thì mình vẫn biết được cái cách để làm cho mình hoàn hảo.